Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Trần Thảo An Khang, Thảo Audio Bình Dân. Và hôm nay, tiếp tục hôm nay, clip này là em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn em test các đôi lo JBL cạnh tranh 5 quý vị ha. Trên màn ảnh chúng ta là có 3 đôi JBL cạnh tranh 5. Và em sẽ test hai đôi, bởi vì combo này đánh có hai đôi à. Cho nên là trước tiên là em xin test hai đôi quý vị ha. Đây, cạnh tranh 5, JBL cạnh tranh 5. Lo thì đã thay gân, còn lại là nguyên zin nguyên bản luôn quý vị ha. Hàng bãi dày rất đẹp, phải nói là đẹp như mới luôn quý vị. Chỉ có là đã sử dụng và nó đã sản xuất ra đời đây cách khá lâu, cho nên là các cái gân mút của nó đã bị mục và đã ủng, cho nên là chúng ta đã thay lại cái gân mút khác và chất lượng tín hiệu thì cũng như là zin quý vị ha. Thì những cái dòng cạnh tranh 5 này thì lưới nó cũng khó tháo lắm vậy ha, phải có cái cây dít dẹp dẹp mình nại ra nó mới dễ. Đây, em cũng sẽ tháo ra một cái lưới cho quý vị và các bạn chúng ta chiêm ngưỡng sắc đẹp của JBL là cạnh tranh 5 tại shop nha em. Nào gì ha, đẹp tuyệt vời luôn, không có bị lỗi một miếng gì, vậy gọi là tiếng lo. Thùng này cũng còn rất là đẹp. Và hôm nay thì clip này em xin test hai cặp, hai đôi cho vị và các bạn chúng ta cùng nghe chất âm của nó. Rồi rất là hay quý vị. Này hát nghe nhạc hay cặp trời khoai nè, nên mình đang hát một đôi nữa gì. Nghĩ hát nè, hát đôi trong nè. Nghĩ hát nè, hát đôi trong. Hát đôi ngoài gì ha, hai đôi. Vui chung cuộc hành trình, phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao. Hỏi em lại khóc, bàn tay đang níu lại xin. Đó là một cái cặp ngoài ha, cho mình tắt. Cặp ngoài phải cặp trong. Ngày xa thành phố, nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ấp ba lô nặng lòng. Tám thằng trong chúng tôi đứng nghiêng vai ngồi kín, đứa khoanh tay nhìn trời. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em. Hai đôi kia nè.
thì đúng là nói chung là chắc cần đeo khỏi chơi đi. Tiếng rất sáng vậy nha, tiếng rất sáng. Loa này mình không hiểu sao mà nó làm cái thùng bằng nhựa nhưng mà hát cô đơn mình lên nó bass cũng rất lực quý vị. Bass xuống cũng rất sâu, tiếng cũng rất hay. Loa này hỗ trợ lời karaoke thì còn gì bằng nữa. Nếu mà phòng nhỏ ta chơi đôi thì một khỏi cần lo chất trầm cái nọ gì khỏi cần luôn. Thấy nó tại hiện rất hay quý vị. Đó. Thì trên các clip trước thì Trần Thảo An Khang cũng đã có quay chi tiết cận cảnh JBL cảnh xe 5 cũ lo đồ các thứ là cũng đã có quay hết rồi, kích thước thùng lo rồi cũng có quay hết rồi gì ha. Thì xin giới thiệu lại đến quý vị và các bạn chúng ta, JBL cảnh xe 5 này thì cấu tạo của nó sở hữu một bát một tắc 6 vậy ha, và một cái chép của JBL chép chuyên JBL rất là hay đó. Thì trong nội thất của nó thì cũng có cuộn để cản cho bát và có tụ để cản chép và cũng có bóng đèn cũng như là dọc robo robot gì ha để hạn chế tối đa vấn đề mà đứt loa khi chúng ta ca hát chúng ta mở lớn đó. Thì hình thức là nó vậy. Ở đây thì hàng bãi dày rất đẹp, là nguyên zin nguyên bản luôn gì ha, nguyên zin nguyên bản nha. Chỉ có cái găng mút là nó ủng là nó mục đó, là mình thay lại găng mút mới, thay găng mút xịn cho nên là chất lượng âm thanh của nó rất tuyệt vời vậy ha, cũng tương đối y như loa zin. Và hôm nay thì clip này thì em cũng xin báo giá cái các loa JBL cạnh tranh 5. JBL cạnh tranh 5. Shop Trần Thảo An Khang em giao lưu đến vị và các bạn chúng ta. Giá là 3.900.000 thôi vì ha. Đấy. 3.900.000 rồi. Nếu vị và các bạn nào quan tâm JBL cạnh tranh 5, quý vị muốn sở hữu để trải nghiệm chất âm của nó, để nghe nhạc hay là karaoke gì đó thì quý vị vui lòng liên hệ với Trần Thảo An Khang, số điện thoại 0902764784 vị nha. Em sẽ xếp tạm dừng cho quý vị và các bạn luôn. Và đến đây thì em cũng xin tạm dừng video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành chút thời gian để xem clip. Và nếu quý vị và các bạn nào đang xem kênh Trần Thảo An Khang, hoặc là quý vị và các bạn mới xem kênh Trần Thảo An Khang lần đầu, quý vị chưa đăng ký kênh, quý vị vui lòng cho Trần Thảo An Khang một lượt đăng ký để ủng hộ tinh thần cũng như là ủng hộ kênh Trần Thảo An Khang của em vì nha. Và nếu quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị sẽ nhận được thông báo mới nhất khi mà Trần Thảo An Khang up clip mới vậy nha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.